Thầy biết tới đây gió bão mưa phong tu không được thì cuồng ông hồn loạn. Mình tu một mình, Đức Thích Ca tự phụ của chúng ta đó, không có bè không có bọn. Quyết trở lại rừng tàn ngày trọn chỗ ngồi yên. Con ngôi vị bá thanh niên, bây giờ thầy dạy giảng nhủ phiên trẻ khờ ráng tịnh diệt để thầy chở qua bờ về bến giác. Con làm sai dù cầu Bồ Tát thế nào, ở bên Tây bên Nhật bên Tàu Bồ Tát có trong tâm nào mình săn. Nghe thầy dẫn con về bình đẳng giữa lối tu hành rồi thắm mặn ngày xưa. Rừng chiều gió thoảng mây đưa, thầy ngồi nhớ đạo rồi bụi băng trưa biết gì. Tỉnh đi con để nghĩ suy cho cặn kẽ. Mình làm con thì có cha mẹ nghe chưa? Còn nếu mình làm dân của Phật quốc thì học Pháp Đại Thừa để tránh né sớm trưa đường tối lôi. Mình nhẹ lắm đó, tại mình không biết đó. Chiều nay mai gió thổi, nó sẽ trôi đùa mình ra biển hải mênh mông. Về đi con ráng lập công, mình tu đừng nể rồi gió giông không đùa, ráng đi trọ 4 mùa 8 tiết. Thầy buồn lắm tròn, thầy muốn viết một bài để làm chi, để gửi ở trong rồi gửi ở ngoài, biểu tu khéo ngày mai mới sống được. Mình tu niệm đừng ngang đừng ngược, một bước chân ngày trời mình đã vượt qua sông. Con đi, con mang một hạnh, một lòng, một nghiêm nghị cầu Phật đang ngồi trong đền thờ. Phải ráng đi, đừng có đợi, đừng có chờ. Cứ tu hoài, tu mãi, đừng có mịt mờ, tối đen. Mình tu không ngợi, không khen, không chờ ai mà nịnh bợ chút then cho mình bình đẳng để mình nhận cái tin của Phật, mình bình yên ngày biểu mình tỉnh giấc say nồng để ngộ tu đi con, thoát được qua dòng làm người khổ đã ở trong tù vĩnh kiếp. Đức Phật dạy chúng ta ráng tu cho kịp, mình tha thứ mọi người thì Phật lại tha tăng. Con ơi tắm nước Maha, nước gì? Thầy chỉ đó là nước Quỳnh Xá. Con tịnh thần, phải tịnh tâm đi con. Dù phú hay bần, dù cao sang cách mấy, mình cũng đừng gần cả hai. Hay là đau khổ đắng cay không sao, con đừng sợ kệ giấy Phật thầy. Không ai đổi được cái cảnh này đâu quý vị. Chúng con ơi mình bị nhiều kiếp đời, bây giờ mình muốn thảnh thơi, đừng nên dẫm đất kêu trời làm chi. Trì tâm lặng đi con, để hối thì chơn dạ, để con nhớ lại con hối tiếc cuộc đời con đã quá sai. Lâu năm lâu tháng lâu ngày, nếu con tỉnh ngộ thì đâu bị đày ngày nay. Chưa có tỉnh được, mình còn sai, nhưng mà cũng tỉnh một chút. Nhưng thầy bảo với trò là kết thúc nghe chưa. Nói năng đừng có bậy bừa, mình là tài xế sớm trưa thắng liền. Kiểm lại mình đi con, là tiền là ngọc, mình kiểm mình dơ rồi nè, mình đừng có trách móc mọi ai. Xưa kia mình ở cõi bồng lai, vì mình cãi gì đó rồi mình bị đày xuống đây. Chứ bây giờ trời Phật chuyển sanh, con ơi chỉ có hội này mà thôi. Hội tiên Phật hội cho con hết rồi, xóa kiếp vì 1.000
trăm kiếp cũng xóa bỏ đi đi. Đặng mình đắc quả trong kỳ, lo tu thoát kiếp, đức huệ gì do mình. Về đi con, phải đăng trình gấp gấp. Tu làm thinh mà có gì đâu con, thấy không? Mình cản ngăn đừng để gió tấp mưa rơi. Đừng nên toan tính việc đời, nghĩ si quá nặng con thời mất tin. Phải định lại. Đừng cầu xin ai hết. Không phải mình ngược ngang, nhưng mình nguyện tới mình chết mà thôi. Đừng làm việc ác đã rồi, đừng gây tội lỗi thì thôi. Xin gì ráng cố tu, việc gì cũng giả hết. Đã mình biết rồi nè, mà mình cứ đã tầm phân, biết đường này gai góc khó khăn, sao dẫm mãi vậy, không có liệu căn liệu lường. Mình sống đây ta bà không sướng, sao chúng con không chịu trở về, còn ở gượng làm chi. Về bằng tư tưởng vậy thì xác thân còn ở lại, mà hồn ly về rồi. Về đất Phật, về sư tiên, về cảnh giới con ơi. Nói năng cũng nhàn nhẹ mà ở lời Ngọc Châu, chứ bây giờ mình thấy có đâu. Nói toàn là ma quỷ rồi ẩu trâu bò, nói chuyện không có phước đức thì cúng đại đàn hay là lại ai cho. Mình về tập lại, đừng nghĩ của khó, thầy mừng không sao đâu con. Tới đây rồi nữa, lửa cháy nửa lần nè. Chỗ nào muốn cháy đốt á, thì cháy, chứ không ngừng sinh đâu. Thì còn thầy nói được đôi câu, thầy xin sư phụ rồi Bồ Tát đâu hộ trì hộ dân chúng. Lúc này thầy thấy cái oai nghi của bà quá lớn, mà phép ở đại đàn nè, bà đang lặng không yên. Phỏng quan bà độ trần miền để mà cứu kịp người hiền hội quy. Còn quỷ mị tà thì bỏ hết. Tại vì nó muốn vào cái chết, tự nó lo. Thấy chưa trời Phật ban cho, mà người không biết mà không lo tu hành. Đáng cố gắng. Phật tái sanh trở lại. Này chúng con trai gái ráng nhìn. Nhìn bằng gì vậy thầy? Nhìn bằng đầy đủ đức tin. Phải có phép Phật mới nhìn ra ma dữ quỷ. Còn bằng không nó ngọt ngào rên rỉ. Nó làm con sụp đổ giữa đường rồi, nó ăn trí ăn tâm. Về đi giả điếc giả câm, con ráng tịnh luyện nhiều năm sáng. Người nhìn con biết được đó. Đó vậy là đặng tránh, đặng đi, đặng xa, đặng bỏ vậy thì cho xong. Mai trời nay đã ra công đặng trừng đăng trị trên dòng sông ta bà. Con biết không? Biết ở đâu mà tránh không? Đó, chỉ tránh trong lục tử Di Đà. Con ráng mà niệm nhà nhà thảnh thơi. Niệm Phật không được nói chơi, niệm Phật không được mở lời dâm bô. Mình niệm Phật mình phải tô vàng son nhung gấm, bằng phép tiên phép Phật nghe con. Nói ra giúp đỡ bà con, người thương, người nhớ, người còn nhắc ta, đó là Pháp Phật vậy mà. Con lo tu niệm phổ đà chứng minh, chứ không phải nghe thầy rồi về đó, mình cứ tụng kinh, Phật đâu có biểu. Mà Phật nói trí đức tin do mình. Đền thờ là một tấm linh, là ngôi vĩ đại, là chùa đình đó thôi. Chứ bây giờ chùa giả bị trôi, miếu đình cũng giả, làm sao ai ngồi chứng minh. Ráng đi con, phải trọn tình trọn nghĩa. Con đang ngồi nè, mà ai lỡ mai mỉa sỉ vào đầu, cảm ơn người con thấy được và nghe đâu.
đừng phủi, đừng xóa, âu rồi mang tội. Về đi con công thầy lặn lội, bao chục năm dài rồi nhàn rỗi hay chưa. Kỳ này ma quỷ như mưa, phép nó còn đặc biệt sớm trưa hơn ngày. Nhưng con chút xíu nó hết à, nó lợt nó phải. Còn mình tu đặc biệt á, là mình gài chốt then. Dù cho ma quỷ lấn chen, nó nhìn nó thấy một phen chạy dài. Thích Ca Phật Tổ là ngài, một mình ngồi giữa núi đài quá cao. Con thấy chưa, thấy thương ngài chưa? Ngài để lại một cái phép rất không sắc, không màu, không chen, không lớn, ngày nào không không. Miệng mình đạt được quả công, hiểu mình làm việc tốt thì xong, nghe trò ráng cố gắng nha. Đừng có bỏ mình nữa nha, phải tâm dò ý thảo. Đêm canh khuya đó con thức dậy, con là người đạo nghe không? Để thậm trí tuệ thâm hồn, coi còn linh động hay dập dồn bị xa. Vì mình mê đó, ngày mình mê cái này cái kia đó, quỷ nó quá đó, nó câu xa, nó thúc linh hồn mình nè, nó hút máu huyết nè, con biết không? Di Đà trớt thôi. Còn mình không ham chức ham ngôi, không ham chỗ mình ngồi, mình tựa nơi đâu. Người tu không khổ không sầu, còn người ráng tịnh ngồi lâu, thầy truyền răng cố tu. Thì mình muốn yên là yên lặng, ráng cố về nha con. Thì con phải làm sao vắng chỗ này, cái gì cũng mê muội phút giây, làm sao mà rứt được cảnh này hồi hương. Thì chỉ cho con cảnh Tây Phương trước mặt. Nếu mình đạt pháp của Phật rồi thì Phật dắt chỉ tới nơi. Ngàn muôn mê sự vui chơi, bỏ trời bỏ Phật mà sinh thảnh thơi được nào. Con ra sống đi, để coi lá chuối úa màu, cây rừng rồi cháy hết rồi nào còn đâu. Trời đã diệt, đã thâu nhân loại. Con biết thâu ai không? Thâu quỷ mỹ tà đàm, mang sắc thân người nè, mà thú dữ đang tham giành giật của tiền làm mất đức. Đó là thú đó con. Sư phụ báo, dù chuột muốn triệu ức, ráng học nghe trò rồi lập tức mau mau. Ngày mai sống bủa ba đào, thầy mình bơ lượn sống trào rước cho. Ráng cố gắng, đừng có sợ no sợ đói nè. Một miếng cháo nó ùm vô nè con, thì nghe tiếng gọi của tiên. Con ơi bị đỏ trần miền, ráng mà tu tốt bình nguyên sau về. Ráng tu cho tốt nữa, không có luận lạc cử chê. Mình làm thực tế nè, muôn bề thảnh thơi. Đừng làm những chuyện đùa bới, đừng làm những chuyện vui chơi tội nhiều. Giờ mở miệng ra nói cũng có tội đó chúng con. Nhưng mà tội mình đang tu nè, cũng như mình mài cái dao có cái xét thì nó tiêu. Còn mình tội quá hơi nhiều mà mình không lo, thì giờ ai đã ban cho con ơi, thì khổ sở đắng đo đêm ngày. Bình minh chưa được ra thai, thì dân chết hết hằng ngày còn đâu. Tại vì mua mẻo kế sâu, xưa kia mà thầy dặn đôi câu không gình. Nay biết được thì thiên đình sắp đóng cửa, chọn người hiền để mửa tựa chút thôi. Nay mai quy nhiệm đời rồi, ráng mà nghe tiếng giữa thầy ngồi khuyên đơn. Ai? Thì nhìn thấy điện quang hết nha.
ai bất cứ thua hơn thay kệ. Nếu con biết được rồi thì bóng xế chiều tàn, gấp gấp đi tất cả đạo tràng, nếu quyết chí tu hành cho thành Phật. Ngài đã hứa thật là không trật, Ngài trao pháp cho mình rồi, rồi siêu bậc nghe chưa. Canh khuya thức dậy sớm trưa, sự kinh nấu sữa rồi thầy đưa con hồi. Cũng như hôm nay mà thầy sẽ nhắc con là pháp Phật, pháp Tăng. Đó, Tăng là chúng, chứ không phải là mấy ông thầy ở trong chùa vậy mình nói là mấy ông Tăng hết đâu, Tăng chúng. Đó vậy đó. Cho nên hôm nay đó, nếu mà mình nhận lời Ngài là ráng cố gắng một mình, ráng lo tu, ráng thuyền, ráng ngồi, không cho ai biết mình ngồi thuyền, không cho ít mình làm gì hết, để kiểm tra lại mình. Mới sơ khởi hơi khó, hơi bị, sau cùng rồi mới 10 phút thôi, sau 15, 20, tới 30, tới 40, 50, tùy quốc độ, tâm tánh của chúng con, thịt da chúng con ở đây khỏe khoắn, thì chúng con sẽ ngồi. Ngồi để thấy gì? Thấy chứ. Tĩnh lặng, y nhiên, hòa thân, hiệp chí, thì thấy chúng sanh đang đọa khổ, thấy chúng sanh đang lăn lộn như cái con vật ở tại với cái suối bãi vậy, là một. Thấy nay còn may mất, chút xíu thay đổi đổi thay, chút xíu nằm ông, chút xíu nằm bà, chút xíu có tiền, chút xíu nghèo, chút xíu khổ, chút xíu chết, chút xíu bệnh, thì Ngài đạt được chính quả lặng lặng. Ngài tịnh lặng luôn, Ngài thoát ra khỏi cái dòng hệ của sanh tử luôn, và Ngài không ở nơi cái nước ta bà này nữa. Thì mình phải ngồi mình thấy hết, mình thấy cái khổ, cái đau, thấy chúng sanh, thấy rồi thấy là mình, rồi thấy gia đình mình, thấy con mình, thấy tất cả về một chút là nó bận rộn rồi. Chút có đem tin lại cho mình, không lành rồi, thấy chưa? Nói vậy, về đời thì tin tốt đó con, tin vợ chồng, con cái, cha mẹ, sự nghiệp rồi. Nhưng mà nói về tin của Phật là không được, không được quẩn lại, phải bỏ hết. Đó là chúng ta đã đạt được. Dù ngày sau có phép Phật rồi, dù đang đi, nói xin lỗi, bị cái gì một cái rầm tiêu tan ra tro bụi, thì mình cũng vững chắc mà liên quan hồn ra trở về nơi Phật tịnh. Đó là mình còn phép. Còn nếu mà mình tu sơ sơ bên ngoài này đó, mà con sâu con bỏ nó ăn bên trong đó, thì chúng con không có phép Phật đâu. Cứ đua đua, đi đi nói tôi ăn chay ha, à, rồi tôi cúng lại, cũng như với hòa ẩu anh em cũng vậy, nó cúng lại bốn chiều rồi bằng áo vô là cúng lại, không có đâu, không phải vậy đâu. Bây giờ bên mấy anh hòa ẩu cũng đang tiến đạo gì, thầy cũng cho biết, đâu phải thầy nó tuổi trẻ quá tài cao, cũng như bây giờ thầy đây bần sĩ vô danh nè, 50 năm nay có ai biết được không, mà bây giờ đang trốn bỏ luôn cái xác thân này, thấy không? Đừng có nhìn cái thể xác đó, nhìn thể xác đó thì mấy vị đại đức thiền sư là đâu có phải là người xấu xí đâu. Rồi mình làm cái gì cái thể xác đó? Mình làm cái gì? Mình phải có phép, phải siêu tầm, phải hưởng đạt, phải thấu triệt được. Đây là nhân quả. Cầm bàn tay, để mạnh, nhân quả sẽ đến kết thúc của mình. Chửi nặng, ăn uống làm việc trên thế hệ này, mỗi việc gì cũng phải là bị nhân quả hết rồi đó. Mình phải tu nhân quả, tránh hết nhân quả. Thưa thầy ơi, bây giờ con còn đi làm việc thầy, dù con còn cái này cái kia quá này, thì tu, mà Phật biểu phải tu cho nó hết. Nếu mà ít thì tu mau nữa thầy dứt, nhiều khi thầy có nói, dù cho nghiệp quả năng trạng, biết tu tức khắc, hội đàn hết trơn, tức khắc hết liền gặp kỳ. Cũng như cái dấu vết nè, thấy không? Mà bây giờ mình chà hoài không ra, nhưng mà có cái loại thuốc tẩy, tẩy là nó bay liền. Mình tu, mà mình tu mình không có tin Phật, mình không có tin thánh thần trời đất, thì mình có vô chỗ nào được. Rồi thầy ơi, sao con tin mà, nhưng mà con có đức, trước cái phước
là dọn con đường nè, cái đức là con đi đó nha, nhưng mà con không có đức. Thì đức nó yểm trợ cái tình, gọi là đức tình, con hiểu không? Mà người không có đức á, la làng la xóm đi chùa đi đồ lại Phật này kia, có chùa là cũng đỡ lắm đó, cho tất cả mọi người để sám hối, nhưng mà không, không có đức rồi, không có trọn tin Đức Phật. Trọn tin Đức Phật rồi ngồi đây nè, bị đốt cháy, cũng như cái vị thiền sư vừa rồi đó. Thầy quên, ở trên Sài Gòn đó, tự thiêu đó, người ta đâu có sợ, thấy không? Mà ta đâu có thiêu đó là người ta vì ai đâu. Ta vì non sông đất nước, cái đó đâu là cũng cái cấp này, ở vậy đó. À, chứ còn cái mà nói về Đức Phật mà giảng sanh rồi hay là giải thoát là không có tự thiêu. Ngài cũng chưa có được đắc quả. Ngài cũng chưa có được đắc quả là có nghĩa là đắc quả Phật không. Có hiểu không? Ừ, đó, chỉ có Đức Thích Ca Bổn Sư Mâu Ni thôi. Tại vì vậy, mình không có cắt tay mình. Mình không có đem cho mình không có tự tử, mình không ép sát, mình không nâng sát. Phật nói bình đẳng giới, không không. Đó như vậy. Mà bây giờ mình còn, cũng như ở bên này thì phải sư cô Quỳnh Liên đó. Sư cô đó. Đó như thế. Thì mình đã thấy mấy vị đó đó, để hy sinh cho đạo thôi. Chứ chưa phải là giải thoát. Con hiểu không? Chưa phải giải phóng. Nếu mà con muốn giải phóng, giải thoát thì con không đá đụng con. Ừ. Con không đá đụng con cái gì hết. Không, không lo, không sợ, ăn uống, tranh giành, giàu, có gì, không, không. Nếu mà đạt được cái đó là con có phép Phật. Phép Phật nằm trong cái chỗ mà con không thấy được, con không biết được, con không có được, mà vẫn có trong đó rồi. Con hiểu không? Đó là tinh vi lắm. Thì mình phải làm sao? Ráng ngồi đi con. Biết đâu con đã trăm kiếp, ngàn kiếp. Vừa ngồi xong con bỏ hết tất cả. Con có một cái đức tin và con có một ý chí, con có một cái đại hùng con. Phật nói đại hùng, đại lực, đại từ bi thì con sẽ trúng ngay con số đó. Chứ không dễ gì vậy thôi. Mà không dễ gì mà nói là tôi thì đi cũng nhiều quá, tôi được giảng sanh có đâu. Hay là lỡ bây giờ bà mẹ bà đang muốn ăn mặn á, thì con làm một cái con gì đó để con báo hiếu cho mẹ. Nhưng mà khi con làm con không làm. Nói vậy con hiểu. Cái người con không có, ngày với năm tháng không có đuổi quanh ba cái vụ sát sanh hại vật đó, thì đây là một bà mẹ cũng như một Kiền Liên vậy, thì con sẽ đạt quả. Con hiểu không? Ừ. Phật không bắt lỗi, không nhận lỗi, không bắt lỗi, không có gì, không khó, không dễ, không gì, mà mình cứ đem Phật ra mà nói Phật hành tôi, Phật không độ tôi, Phật làm này làm kia, thì mình sai rồi. Mình sai rồi. Từ đây nếu mà chúng con niệm Phật, đừng đả động gì hết nha con. Cố gắng đi. Thực tế nếu con đi đó, con có chỉ 5 phân vàng thôi à, hay là 30-40 triệu gì, mà con thấy bà già đó bị xe quẹt, chú công an có lấy tâm tích của bà già này không, có biết địa chỉ không, cho tôi xin trao đổi dùng với chú anh chị gì đó, đây có cái này chuyển diện dùm cho tôi đi, đầu bỏ đi nha, về không nói với vợ con, không nói láng giềng, không nói bạn tu, không nói ai hết. Tại vì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni bảo rằng nếu trước mắt ta xuất hiện là của ta, ta phải làm, nợ của ta phải trả. Sau nãy giờ mấy tiếng đồng hồ kia mình đi qua đâu có, mà giờ tại sao mình đi cái mình gặp, có hiểu không? Là của mình, ráng học đi con, sau này cứu thế. Còn bây giờ con thấy không thầy, nếu mà như bần sĩ thì ra này cái là không, càng ai đưa là càng buồn nữa, để cho thầy chôn mất đi một cuộc đời phàm sát và để thầy đi về nơi các hạ tây phương. Đừng có biểu dương trời lặng tìm phương, nghe thầy không có danh dự cũng không buồn đầy chôn lấp, mà không đẹp xinh đừng mong gặp ai chi.
phe phan cả hải thay thi, rồi dùi, rồi mất, rồi chôn đi xuống bùn. Thấy không con? Thấy thế gian này quá lạ lùng. Tại vì trời định đảo khùng, đi xuống nơi trần thế lâm ly. Con ơi nghe tiếng phượng phi rụm trời. Thầy không muốn đâu con. Thầy không muốn thành, không muốn dơi, muốn bình minh trên quang đạo nè con, cho người thời được an. Sớm chiều con được rảnh rang, từ bi mình biết rồi niệm tràng pháp môn. Mình tu chi vậy con? Tu đi an dưỡng linh hồn, vì bao nhiêu trăm kiếp dập dồn phong ba xuống trần bị khổ đấy mà bị buồn nhớ, bị cát đất lắm đi quá rồi, phải cố gắng tu để bồi sạch sẽ. Để con trở lại Tây Phương gặp mẹ nơi đạo bồng, gặp tiên nghe, gặp lại Đức Ông, gặp Đức Phật, gặp mười phương chư Phật. Phật nói có đó nha con, không có nói dối mình đâu ạ. Mình phải gắng, mình gắn công tu hành đi rồi con sẽ thấy thân. Không sao ăn hiếp sát trân, con là con Phật dù tạo tầng sanh nhai. Con nói một, không có nói hai. Bởi Phật nói này nhất tâm, thấy không? Như vậy đó, không nói hai. Còn ma dưới quỷ nó khẩn này lung tung, nó gần ta, nó cũng đại lực đại hùng, nhưng mà nó không trì trí thì cảnh không trung không thâu. Về ma dưới quỷ lóp lóp bề bề màn này của nó nè con. Đó, gần hết rồi nha. Thì chỉnh tề để coi, con đừng trong chiếc vàng thôi, con đừng trong cảnh, con cứ trong giống nồi Phật tiên. Con muốn làm sao đó Phật ơi, Phật hộ cho con. Ngày nào con cũng làm hiền, từ đây không có lưỡng biên Phật trời. Hy sinh giúp chúng con ơi, họ nghèo, họ đói, họ tả tới kia kìa. Chúng sanh khổ đó Phật, không có lìa rớt lệ. Giờ nè, Phật ở đâu vậy thầy? Phật ở chính bệ ngôi xa. Nhưng mà Phật ở trong ta, ta là của Phật mà Phật là của ta. Người đời đau khổ đấy mà ta thương, thì Phật đã thương mà đó thôi. Phải cố gắng không? Ráng ngồi nha, đừng tu thành Phật đó. Tưởng đời đi con, đừng có xuống ở đây trong cái giấc chim bao. Nè, láo ghê kia, chút xíu nó ạt ào phía đã chết, nằm úa xào mày mặt. Mình nói đây thì thầy nói thắc mắc, nếu không tu hành là người giặc đó con. Tu rồi như tấm lông son, thấy thù rồi hết, rồi thấy quán kia xa lìa. Con không tu đó thì giặc sắp rẽ chia, nó muốn ăn thịt người, nó muốn nuốt sống canh khuya chiều tàn. Cho nên thầy cũng hổ an, muốn về cho rảnh tình tan tây đài, không muốn ở đây đâu. Chúng con ơi khổ não trần ơi, bao nhiêu trăm kiếp bị đài xuống đây, mái trời nay đã chuyển xây. Về đi thầy chỉ cánh này giùm cho, ráng cố gắng không? Nếu muốn thành Phật á, đừng có cho động lắm. Tịnh ở đâu thầy? Thầy ơi, nhà con cái bán buôn đủ thứ hết rồi thầy. Tịnh trong cái động. Động mà con không động. Thấy mà không thấy. Thương mà không thương. Đừng có thương quá rồi, mình sẽ trở lại đầu kiếp á. Bây giờ sổ tạng đang ghi. Trở lại làm con, làm chồng, làm vợ, làm tất cả gì. Mình chưa có thoát được kiếp luân hồi mà con. Có hiểu không? Cái tình thương Phật nói bình đẳng, bình đẳng giới, không không nên. Thì bây giờ trong học hôm nay cũng chưa kết thúc được đâu. Buổi trưa ăn uống nghỉ ngủ xong công việc, chờ ba vị đó lên đây rồi bắt đầu thầy cũng nhắc nhở về trong học bảo tới. Con thấy điên cũng đảo đó con.
Người điên rồi là đảo chánh người ta đó, điên đảo, làm bậy làm bạ làm đủ thứ đó. Vậy mà ôm cái đó khổ đó, còn bị chúng con ra hết nha. Bệnh tình cũng vậy, nếu nguy ngập đi bác sĩ, còn không có bác sĩ, có bác sĩ khám bệnh cho con. Bác sĩ là con nè. Chứ nếu bác sĩ này mà không có lo thì bác sĩ này cũng không cứu được mạng. Mà bác sĩ này chánh thực có phép Phật rồi, bác sĩ này cứu bác sĩ này. Con cứu con, đây cứu hết, tự cứu hết. Còn tất cả bằng đạo anh em, người tu với người tu với nhau, bệnh đừng đi thăm con. Đừng đi thăm. Nói về đời, bệnh trược, ác trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Đừng, để người ta tự chủ trị lấy của ta. Và người ta đi đâu người ta đi, mình giúp đỡ một cách khác. Con hiểu không con? Đừng, đừng kéo lại đứng hàng hàng, rồi rờ tay, rồi rờ chân, mang cái độc của ngoài kia là truyền cho người ta đó. Cho nên người tu bây giờ ta kỹ lắm, ta không muốn gặp ai nhiều là đúng rồi. Gặp thần quan của người ta, nhãn quan của người ta, linh quan của người ta. Cái tâm linh nó cũng xông đầu lên cái linh quan này nữa nè. Đó, thấy chưa? Đó. Thì với con thấy, ráng nha, đừng suy nghĩ nhiều nha. Mình làm cái gì đó mình làm cho tròn cho người ta thôi, không có suy nghĩ nha con. Nhà trồng mấy cái ô rau ra cắt ăn đó, vậy đó, chưa thấy đâu, chưa có thấy khổ đâu con. Đó, vậy.